xin chào, chào mừng các bạn đã tới Favilog của mình. Thì lâu rồi chúng mình không được gặp nhau rồi đúng không nè? Cũng hơi buồn một chút hihi. Thì hôm nay gia đình mình đang đi sắm chuẩn bị quà Tết và những thứ linh tinh lặt vặt cho ngày Tết đó các bạn. Đầu tiên thì gia đình mình đã ghé ngang quầy mứt để mà mua vài thứ như là cúng ông táo nè, hoặc là đại khách cũng được. Sau đó thì ba mẹ mình đi mua những gia vị cần thiết cho ngày Tết, thì giống như là hạt nêm gì. Xem kìa, ba mẹ mình coi rất là kỹ luôn, coi hạn sử dụng á mấy bạn. Tại vì sợ mua đồ hết hạn rồi lại vứt đi thì uổng lắm. Đấy, xa kia là những gói quà người ta đã gói sẵn đó mấy bạn. Thì nhà mình cũng đã mua 3 túi và đưa xuống dưới rồi, nên là không quay cho các bạn coi được. Xong, quay hàng hóa cho các bạn coi rồi thì giờ mình quay mặt mình nhé. Không thôi, các bạn lịch thỏi hương lý thôi rồi thì phiền lắm. Rồi đó, ba mẹ mình lại la cà rồi kìa. Đó, thấy hai thùng bia thì thích lắm, cầm thôi nha các bạn chứ không có mua đâu. Ba mẹ mình không có uống được mấy cái loại có cồn này đâu. Ui cha, còn không quên selfie nữa các bạn à. Đây, em mình đang hỗ trợ mẹ mình chụp tấm ảnh đây. Rất là cưng luôn nhờ. Đấy, mẹ mình thì khi thấy camera thì rất là tự nhiên nha mọi người, không có ngại gì luôn đó. Nên là cũng rất là ủng hộ mình trong việc mình quay những cái video như vậy để mà lưu giữ những kỷ niệm gia đình đó các bạn. Đi qua quầy quần áo rồi thì nhà mình không có mua quần áo nên là sẽ đi lên một tầng trên nữa. Thì đây là cái tầng bán sách vở quà lưu niệm. Thì đây là cái lò mà ba chị em nhà mình thích nhất đó các bạn. Ở đây thì có đủ hết luôn. Em mình thì đang đi kiếm sách nè các bạn. Chăm học cực luôn nha. Một năm học chắc cũng phải 4 quyển sách đó. Ây da, nói là không mua quần áo mà sao cứ đi vào trong lầu quần áo vậy ta. Đó, ba mình đang đi coi quần giọt nè các bạn. Ba mình thì có sở thích coi thôi chứ ít khi nào mua lắm. Còn mẹ mình đi ngược lại nha. Quay một vòng cho các bạn xem cái lầu quần áo nè. Cũng khá là đầy đủ quần áo đó, từ nam cho tới nữ. Em mình thì nó rất là thích lựa đồ cho mình, nhưng mà không bao giờ nó lựa đúng size cho mình hết trơn á. Cái quần nó đang cầm size S đó các bạn, làm sao mình có thể mặc vừa cái size S vậy trời. Trời ơi, cái quần jean này cũng đẹp nè, nhưng mà thôi, không có tiền đâu, bỏ lại đi. Ta 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 ta, đi tiếp lựa tiếp nào. Mẹ mình đâu rồi ta? Thôi, đi tính tiền nào. Cũng hơi trễ rồi. Thì ba mẹ mình đang tính tiền ở trong đó đó mấy bạn. Mình cũng muốn quay gần lắm nhưng mà cũng ngại á. Các bạn nhân viên ở đây thì cũng ngại nên là không có cho mình quay hình nhiều. Quay sơ sơ các bạn coi là được rồi ha. Siêu thị này là siêu thị nhà mình hay đi nhất đó các bạn. Thì nó có tên là Hoàng Đức, nằm ở ngay thành phố Long Khánh luôn. Thì ở đây cũng khá là đầy đủ, cũng không khác gì trung tâm thương mại đâu các bạn ạ. Đây, các anh nhân viên đang phụ ba mẹ mình xách đồ ra xe nè các bạn. Rất là nhiều đồ luôn. Vì mình bận quay á nên là không có thể nào xách phụ ba mẹ được, nên là ba mẹ đã nhờ anh nhân viên nha. Em mình đang khủng. Đóng đồ Tết như vậy ăn biết chừng là mới hết vậy ta.
1, 2, 3, 4, 4 túi luôn nha. Cái này là mới khởi đầu thôi, còn mấy ngày sau nữa chắc còn phải đi nhiều lắm đó. Ta-da, thì đã hết vlog một ngày sắm đồ Tết của nhà mình rồi. Hẹn các bạn vào các vlog tiếp theo xem là nhà mình sẽ tiếp tục sắm những món đồ gì cho ngày Tết nha. Các bạn nhớ like, share, subscribe cho vlog của mình để mình có thêm nhiều động lực ra nhiều vlog mới hơn nữa nha. Bye bye. Còn giờ thì mở cửa lên xe về nhà thôi. À, đừng quên subscribe cho kênh YouTube của mình, là nút nhấn nút đăng ký ở phía dưới đó nha.